Ngày 19 tháng 4, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thả 111 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Các con vật này thuộc 13 loài, trong đó có một số loài như vượn má hung, cu li nhỏ, trăng đất, khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ, rùa răng. Số động vật hoang dã này do các tổ chức cá nhân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh và được cứu hộ chăm sóc, nuôi dưỡng khỏe mạnh trước khi thả về môi trường tự nhiên. Được biết, khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai là nơi có môi trường tự nhiên phù hợp với sinh cảnh và phân bố tự nhiên của các loài động vật hoang dã trên.